Chào mừng ngày đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án rất là mới. Dự án 5 căn nhà tại phường Miên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 5 căn nhà này thì đã được hoàn thiện gần như là chỉnh chu hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. 5 căn nhà này thì đã bán 3 và chỉ còn 2 căn thôi mọi người ạ. Chưa kịp quay lên đã bán rồi. Vị trí nó rất là gần với lại cái trục đường quốc lộ 6. Và Ngọc Ánh sẽ quay một trong 2 căn còn lại để gửi tới quý vị với đường ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại 50m thôi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì đã được chỉnh chu xong hết rồi. Theo hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về và ở. Mặt tiền của ngôi nhà 3m32, mặt hậu 3m32. Căn nhà này với cái diện tích 30m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Và ở đây, phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa kính cường lực. Tiếp theo, phần phòng khách của ngôi nhà đây ạ. Với cái vị trí này thì Ngọc Ánh xin chia sẻ nó rất là gần với lại cầu Mai Lĩnh, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện, xung quanh chợ trường phường trạm đầy đủ hết. Và với cái giá chào bán là 1.900.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới tối đa 70% giá trị của cái căn nhà. Như vậy, với cái căn nhà này quý vị có thể chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 700 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm. Căn nhà đã được hoàn thiện xong hết. Phần hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ. Ngoài đang đứng ở đây đó chính là cái phần phòng khách của ngôi nhà với cái mặt tiền 3m32. Nói chung là không phải quá lớn nhưng mà cũng rất là thoáng, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Và quan trọng nó là đường nông mọi người ạ. Tức là cái ngõ nó rất là nông, gần với lại trục đường ô tô đi lại, gần với trục đường chính quốc lộ 6. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, chủ nhà đã ốp cho mình toàn bộ cái vách PVC nhựa. Đồng thời đây là kệ tivi rồi. Còn một chiếc quạt trần ở đây nữa nha mọi người. Đó, về cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà thì sơn toàn bộ là màu trắng gạch, kích thước thì là gạch 60-60 vân đá. Đó, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Đây là cái phần tiếp theo của ngôi nhà ở tầng 1, đó chính là phần phòng bếp. Thì cũng đã được hoàn thiện gần như là chỉnh chu rồi. Nhà này gần như là mới dọn xong vệ sinh công nghiệp mọi người ạ. Và đã bán được 3 căn, chỉ còn duy nhất lại 2 căn. Giá thì cũng rất là hợp lý cho một cái ngôi nhà mà đường nông thoáng, giá 1.9 tỷ. Đó, tủ bếp đây, lắp đặt và hoàn thiện xong hết phụ kiện bếp các thứ rồi. Nói chung là hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ. Với cái những cái nhà liền kề như thế này thì xây dựng toàn bộ là riêng biệt, tường riêng, móng riêng, cột riêng mọi người nha. Đó. Tiếp theo, với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một cái phòng vệ sinh nho nhỏ đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Ngoài ra, giữa cái phần ngăn cách giữa phòng khách và phần cầu thang thì ở đây có một cái vách CNC khá là hợp lý. Như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết đường, hướng, giá cũng như là cái vị trí của cái căn nhà này. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế gồm một phòng ngủ rất là rộng, hành lang đi vào đây mọi người có thể nhìn thực tế du em cũng rất là rộng. Và có một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là cái căn phòng ngủ phía bên trong của ngôi nhà này. Hướng nhà ngoài xin nhắc lại là hướng Tây Bắc. Và có đầy đủ cửa sổ chờ hướng ra phía bên ngoài, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Một phòng ngủ này thiết kế là lát sàn gỗ, cũng rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong mọi người nha. Trần phào, chỉ phào thiết kế khá là hợp lý. Quan trọng là cái giá chào bán cũng vậy mọi người ạ. Nó là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội quý vị nhá. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh và nhắc lại quý vị nào có thể theo dõi, tham khảo cái Google Maps, cái quãng đường đi xem với cái căn nhà này thì vị trí đi lại như thế có ok không? Có phù hợp với lại cái công việc mà mọi người làm hay không thì mọi người có thể đi xem nhà thực tế nhá. Đó, ngoài ra, ngoài cái phần phòng ngủ thì ở đây có một cái phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Ở đây là để ống chờ bình nóng lạnh này, đủ cho mình bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa đây. Hệ thống sen tắm. Nói chung với căn nhà thiết kế đơn giản, hài hòa, quan trọng là nó tạo nên một cái giá bán hợp lý với thị trường mọi người ạ. Mời mọi theo em lên trên cái tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế y hệt như tầng 2. Đây, cũng một phòng ngủ rộng, đầy đủ ánh sáng vào trong không gian của ngôi nhà này. Đó, phòng ngủ rất là rộng mọi người ạ. Với cái 30m2 thì thiết kế mỗi tầng chỉ một phòng thôi. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa nội mệ Việt Pháp. Đó, tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phòng vệ sinh ở tầng 3 đây. Nói chung là cái căn nhà này thiết kế nó khá hài hòa với cái diện tích cũng như là cái công năng sử dụng.
Phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà, Ngọc Ánh xin trân trọng mời người theo em lên trên phía tầng 4 khám phá nốt xem tầng cuối cùng thiết kế ra sao nhé. Ngọc Ánh vừa bước chân lên phía tầng 4 là có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 lên đến tầng 4 đây thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây là cái phần để một cái phòng riêng để quý vị có thể làm thiết kế phòng thờ. Phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Với cái vị trí căn nhà này thì xung quanh dân cư vô cùng đông đúc mọi người ạ. Đi lại giao thông rất là thuận tiện. Quý vị nào làm ở khu vực quận Hà Đông thì căn nhà này đầy đủ tiêu chí cho quý vị nha. Đầy đủ công năng và đi lại cũng rất là thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 043403 hoặc 0888 011 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.